Hyundai Accent phiên bản sức tự động đặc biệt và tiêu chuẩn có gì khác nhau, xin mời các anh chị theo dõi video. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị mâm 15 inch với thiết kế 10 chấu, còn ở phiên bản đặc biệt, xe được trang bị mâm 16 inch và thiết kế 5 chấu sắn. Chỉnh điều hòa của phiên bản tiêu chuẩn là chỉnh điều hòa cơ, còn ở phiên bản đặc biệt là chỉnh điều hòa tự động có tích hợp luôn khử ion. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị gương chống chói chỉnh cơ, còn ở phiên bản đặc biệt, xe được trang bị gương chống chói tự động. Chúng ta có thể bật và tắt được. Vô lăng của bản tiêu chuẩn được bọc da và tích hợp rất là nhiều phím bấm và rảnh tay. Còn ở phiên bản đặc biệt thì chất liệu vô lăng vẫn là bằng da, cũng tương tự những phím bấm chức năng, tuy nhiên sẽ được hỗ trợ thêm điều khiển hành trình, cruise control. Ở phiên bản cao cấp thì xe được trang bị ghế da cao cấp với hai tông màu là màu vàng be và màu đen. Anh chị có thể nhìn thấy được những lỗ thoáng khí trên mặt ghế da, như vậy sẽ tạo được một luồng không khí khi chúng ta ngồi sẽ không bị hầm lưng. Màu ghế sáng tạo cho không gian xe thật là thoáng mát và sang trọng. Còn ở phiên bản tiêu chuẩn thì vẫn hai tông màu là vàng be và đen, tuy nhiên xe sử dụng ghế nỉ và cũng có độ thoáng khí rất là tốt, khi anh chị ngồi cũng hạn chế được cái việc mà hầm lưng. Khi các anh chị chọn phiên bản tiêu chuẩn nhưng ngại việc là xe sử dụng ghế nỉ thì các anh chị có thể trang bị thêm ghế da tại Hyundai Đồng Tháp. Ghế da thì trang bị thêm sẽ được các anh chị chọn mẫu cũng như là màu sắc tùy thích, rất là dễ dàng sử dụng cho các anh chị. Ở phiên bản đặc biệt, xe được trang bị 6 túi khí, một túi khí ở trên táp lô bên ghế phụ và một túi khí ở trên vô lăng và hai túi khí ở trên hai cột chữ B và hai túi khí ở hai hàng ghế đầu tiên. Đặc biệt, xe được trang bị thêm cửa sổ chờ. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì đây là một tính năng vô cùng hữu ích để cho các trẻ em đi trên đường được thư giãn, tạo sự thích thú cho các trẻ em. Accent phiên bản đặc biệt có giá niêm yết là 542 triệu đồng, lăn bánh là 603 triệu. Khi mà các anh chị mua vay qua ngân hàng thì cần chuẩn bị 150 triệu, mức trả hàng tháng chỉ từ 8 triệu 500 nghìn đồng mà thôi. Còn Accent phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 501 triệu, giá lăn bánh là 559 triệu. Anh chị cần chuẩn bị 139 triệu để nhận xe, mức góp hàng tháng chỉ từ 7 triệu 8. Hồ sơ vay được duyệt online trong 5 phút, để làm hồ sơ vay anh chị cần chuẩn bị căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn hoặc là giấy độc thân đối với những anh chị chưa có gia đình. Lãi suất chỉ từ 7,7% trên năm và lãi suất giảm dần. Đặc biệt tại Hyundai Đồng Tháp có dịch vụ thu xe cũ đổi lấy xe mới giá cao. Anh chị liên hệ với số hotline dưới màn hình để biết thêm thông tin chi tiết. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.